Xin chào mọi người, nếu ai còn chưa đăng ký kênh hãy bấm vào nút đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất mình chia sẻ lên kênh. Và trong video này mình chia sẻ mọi người cái cách đăng ký và KYC cái tài khoản với sàn PKX nhé. Thì hiện nay thì cái nền tảng của cái sàn giao dịch PKX này cũng đang khá là nổi tiếng và nó có đang có những cái chương trình airdrop rất là tiềm năng, nên là mình sẽ hướng dẫn mọi người cái cách đăng ký và KYC cái sàn PKX này để tham gia vào các dự án airdrop của nó, cũng như các chương trình nó gọi như là long pass, nó một cách dễ hiểu là như vậy. Rồi, để đăng ký được cái sàn này thì mọi người sẽ bấm vào đường link dưới phần mô tả. Sau đó thì ở đây nó sẽ có hai cách để mọi người đăng ký nhé. Thứ nhất bằng email, thứ hai đăng ký bằng số điện thoại. Thì ở đây thì mình sẽ đăng ký bằng email. Rồi, đến bước tiếp theo thì mọi người sẽ nhập mật khẩu vào cho mình. Mọi người sẽ nhập mật khẩu nhé, bao gồm chữ hoa, chữ thường, ký tự đặc biệt và số. Rồi, sau đó thì mọi người sẽ bấm vào tôi đã đọc xong và bấm chọn đăng ký cho mình. Rồi, tiếp theo ở đây nó có một cái mã captcha, tức là cái câu hỏi này 4 trừ 8 nhân 9 bằng bao nhiêu, thì mọi người sẽ chọn đáp án ở đây nhé. Rồi, sau khi chọn xong đáp án mọi người chọn xác nhận. Rồi, như vậy là đã thành công, nó sẽ gửi cho mọi người một cái email. Và mọi người cần phải mail để nhập cái số xác minh vào đây nhé. Rồi, trong mail này thì mọi người sẽ copy cái mã này. Sau đó quay trở về. Và đây thì mọi người sẽ dán cái mã đó vào. Ok, và nó sẽ chuyển đến một cái giao diện mới cho mọi người. Thì ở đây thì nó có một cái là tải xuống ứng dụng của nó. Thì mọi người sẽ chọn vào tải nhé. Và sau đó thì sẽ cài đặt. Rồi, sau khi cài đặt xong thì mọi người sẽ mở ra. Rồi, tiếp theo thì mọi người có thể gạt qua nhé, hoặc bấm vào bỏ qua này cho mình. Rồi, chọn bước tiếp theo. Chọn bỏ qua đi. Rồi, thì đây chính là cái giao diện chính của sàn nhé. Thì nó cũng như tất cả những cái sàn giao dịch khác thôi, nó cũng đều là tương tự như nhau. Đó, thì ở đây thì mọi người có thể bấm vào cái hình đầu người này. Rồi, sau đó thì chọn vào cái mục trung tâm bảo vệ này. Đầu tiên là phải đăng nhập trước này. Rồi, sau khi đăng nhập vào sàn ấy thì mọi người sẽ bấm vào góc trên cùng bên tay trái đây. Ở đây thì mọi người có thể thiết lập thêm các thông tin để tăng cái bảo mật của nó nhé. Mọi người bấm chọn vào trung tâm bảo vệ này. Thì ở đây thì mọi người có thể kết nối với điện thoại di động này, xác minh Google Authent này. Đó, thì ở đây thì mọi người có thể bật xác minh Google Authent bằng cách ràng buộc ngay này. Thì những cái này thì đã quá quen thuộc rồi nhé. Thì mình sẽ tiến hành đi KYC luôn. Rồi, thì ở đây để KYC được thì mọi người sẽ bấm vào cái mục là đi chứng nhận ở trên này. Đó. Rồi, sau đó bấm chọn vào đi xác thực. Thì ở đây chọn quốc gia thì mọi người sẽ chọn quốc gia Việt Nam. Rồi, tiếp đến thì mọi người sẽ nhập tên giống như ở trong căn cước công dân nhé. Và số căn cước công dân, sau đó bấm vào bước tiếp theo. Đến bước tiếp theo thì ở đây nó yêu cầu mọi người là tải ảnh căn cước công dân mặt trước và sau đó tải ảnh căn cước công dân mặt sau nhé. Thì mọi người sẽ bấm vào đây để tải ảnh lên. Thì ở đây nó có cái nguồn hình ảnh này, chụp ảnh hoặc là chọn ảnh nhé. Thì mọi người có thể chụp trực tiếp hoặc là chọn ảnh trong thư viện. Rồi, sau đó thì mọi người bấm vào chữ đệ trình xét duyệt này cho mình. Ok. Thì ở đây cái việc
Sau khi nó xác thực thành công cái danh tính cơ bản thì mọi người sẽ đi đến xác thực là cao cấp nhé. Thì thực ra thì mọi người chỉ cần là xác thực cái mức cơ bản thôi là mọi người đã có thể thực hiện giao dịch cũng như là rút gửi tiền rồi. Thế còn cái xác thực cao cấp thì nó chỉ dành cho là tăng cái hạn mức rút tiền hàng ngày thôi. Đó. Phải khi nào xác thực cơ bản nó hoàn thành thì mọi người mới xác thực cao cấp được nhé. Rồi, ok mọi người, như vậy là mình đang dẫn xong mọi người cái cách đăng ký và cũng như KYC xác minh danh tính tài khoản của cái sàn Bicách. Và xin cảm ơn mọi người đã theo dõi. Hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo.